Tiêm kích F-16 nằm trong số những vũ khí quan trọng nhất được Mỹ và các đồng minh hỗ trợ cho Ukraine tính đến nay, giữa bối cảnh các lực lượng của Kiev đang chiến đấu với quân đội Nga. Tuy nhiên, giới chuyên gia cũng cảnh báo việc sử dụng F-16 sao cho hiệu quả không phải là chuyện đơn giản đối với Ukraine. Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine vào cuối tháng 2 năm 2022, Ukraine đã kêu gọi phương Tây cung cấp cho nước này các chiến đấu cơ hiện đại. Việc lô tiêm kích F-16 đầu tiên được chuyển giao và triển khai ở Ukraine do Tổng thống Zelensky thông báo ngày 4 tháng 8 được cả Ukraine và các bên hỗ trợ nước này hoan nghênh. Tổng thống Zelensky hồi tháng 5 nói với AFP rằng Ukraine cần 120 đến 130 tiêm kích F-16 cũng như các chiến đấu cơ tiên tiến khác để đạt được sự cân bằng với Nga. Tại sao tôi lại nói là 120 và 130? Đó là con số để bảo vệ bầu trời trước 300 chiến đấu cơ. Đây là số lượng máy bay chiến đấu Nga đã sử dụng để đối phó với Ukraine, ông Zelensky cho hay. Tuy nhiên, các đối tác của Ukraine đến nay chỉ cam kết cung cấp cho Kiev 100 tiêm kích F-16 và có thể được chuyển giao thành nhiều đợt trong một vài năm sau các đợt huấn luyện kéo dài cho phi công. Ngày 4 tháng 8, Tổng thống Zelensky không tiết lộ có bao nhiêu tiêm kích F-16 được cung cấp, nhưng các nhà báo AFP cho biết ít nhất 2 tiêm kích F-16 tại một vị trí ở Ukraine vẫn chưa được tiết lộ vì các lý do an ninh. Mặc dù không tiết lộ số F-16 đã đến Ukraine, nhưng Tổng thống Zelensky một lần nữa nhấn mạnh con số hiện nay là chưa đủ. Các đối tác hiểu rõ số lượng F-16 đang có mặt ở Ukraine và phi công đã được đào tạo là chưa đủ. Tin tốt là chúng tôi đang chờ đón thêm những chiếc F-16 tiếp theo, ông cho hay. Ukraine chủ yếu phụ thuộc vào các tiêm kích MiG-29 và Su-27 thời Liên Xô. Ukraine ngày càng gặp khó khăn trong việc bảo trì bởi các phương tiện này cần các thành phần do Nga sản xuất và thiếu số lượng cũng như năng lực để ngăn cản các tiêm kích của Nga ngoài không phận Ukraine. Ukraine có thể nhận được các trang thiết bị từ các quốc gia khá trung lập như Azerbaijan, nhưng việc này cũng có những hạn chế nhất định. Một chuyên gia phương Tây làm việc trong ngành quốc phòng nhận định với AFP. Ukraine có các tiêm kích phương Tây tiên tiến đóng vai trò quan trọng để giúp quân đội nước này vốn bị áp đảo về lực lượng và vũ khí đối phó với các lực lượng trên không và trên mặt đất của Nga. Các khả năng của F-16 giúp Ukraine khiến nhiều mục tiêu của Nga gặp rủi ro hơn, đồng thời giành được nhiều lợi thế hơn trong cuộc xung đột cũng như trên bàn đàm phán. Báo cáo từ Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS cho hay vào tháng 6 năm 2024. Mảnh ghép còn thiếu để đạt được ưu thế trên không của Ukraine là khả năng tấn công trên không, điều mà các tiêm kích F-16 bắt đầu mang đến cho họ, báo cáo trên nhận định. Các tiêm kích F-16 cũng giúp tăng cường phòng không Ukraine trước các cuộc tấn công của Nga bằng cách đánh chặn tên lửa và UAV cũng như nhắm vào các chiến đấu cơ của Nga tấn công các vị trí của Ukraine trong những tháng gần đây. Báo cáo của CSIS cho thấy, tính quyết định của tiêm kích F-16 phụ thuộc vào yếu tố gồm loại vũ khí được cung cấp cho máy bay, mức độ thành thạo của phi công và những giới hạn sử dụng của phương Tây đối với việc sử dụng F-16 ở Ukraine. Thậm chí, với những lợi thế nhất định của mình, các tiêm kích trên vẫn sẽ phải hoạt động trong một không phận cạnh tranh dữ dội. Các phi công điều khiển tiêm kích F-16 sẽ phải đối mặt với nhiều lớp phòng không mạnh mẽ của Nga, khiến cho họ hạn chế về các lựa chọn trong việc tấn công các vị trí của đối phương. Nhà quan sát Justin Brang thuộc Tổ chức Nghiên cứu Rusi cho hay. Điều tiêm kích F-16 có thể tác động đến cuộc giao tranh mặt đất là việc nó cung cấp sự bảo vệ trên không để ngăn chặn các trực thăng tấn công và máy bay ném bom của Nga hoạt động trong vùng lãnh thổ Ukraine kiểm soát, chuyên gia Brang nói với AFP. Việc vận chuyển tiêm kích F-16 diễn ra khi các lực lượng của Nga tăng cường tấn công các phương tiện trên không của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết Nga đã phá hủy ít nhất 6 máy bay của Ukraine và một trực thăng trong các cuộc không kích ở 3 căn cứ riêng trong tuần này. Sau các cuộc không kích, các chỉ huy cấp cao của lực lượng không quân Ukraine đối mặt với chỉ trích bởi các chiến đấu cơ của họ dường như được đỗ ngoài trời mà không có sự bảo vệ phù hợp. Báo cáo của CSIS cho biết, ước tính quy mô phi đội hiện nay của Ukraine
là chỉ bao gồm 69 chiến đấu cơ vào tháng 3 năm 2023. Các nhà chức trách Ukraine từ chối bình luận về những tổn thất của lực lượng không quân. Khi Ukraine chờ đợi tiêm kích F-16, câu hỏi về việc đảm bảo sự an toàn cho chúng trên mặt đất vẫn là một vấn đề. Tổ chức nghiên cứu Defense Express cho hay. Các tiêm kích F-16 cũng yêu cầu các đường băng phải được bảo trì cẩn thận và các phi công được đào tạo bài bản. Một số bài báo trước đó đã đề xuất ý tưởng đặt các tiêm kích F-16 bên ngoài biên giới Ukraine. Ukraine chưa chính thức bình luận về nơi sẽ đặt các tiêm kích F-16. Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt, Ukraine đã nhận được nhiều trang thiết bị quân sự từ phương Tây. Sự hỗ trợ này giúp Ukraine cải thiện kho vũ khí, song cũng gia tăng những thách thức hậu cần trong việc duy trì nhiều hệ thống. Các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh lưu ý rằng, để có thể sử dụng máy bay F-16, quân đội Ukraine nên tập trung vào việc vô hiệu hóa hệ thống phòng không của Nga bằng các vũ khí tầm xa của phương Tây. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh, Ukraine sẽ cần một lượng lớn máy bay phản lực F-16 để triển khai chúng ở quy mô cần thiết. Từ đó có thể tích hợp thành công các máy bay này với chiếc ô phòng không rộng hơn. Ukraine cũng sẽ cần tiếp tục nỗ lực nhắm mục tiêu vào hệ thống phòng không của Nga ở cả Nga và Ukraine bằng vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp để có thể sử dụng máy bay F-16. Viện Nghiên cứu Chiến tranh nhận định. Tờ The Economist đưa tin, Ukraine đã nhận được 10 máy bay chiến đấu F-16 trong tổng số 79 chiếc mà phương Tây cam kết cung cấp cho Ukraine. Dự kiến vào cuối năm nay, Ukraine sẽ nhận thêm 10 chiếc nữa, nâng tổng số máy bay F-16 mà nước này sở hữu lên đến 20 chiếc. Trong khi đó, Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Sinsky nhấn mạnh, sự xuất hiện của máy bay chiến đấu F-16 đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều máy bay và tên lửa mà Nga dùng tấn công các mục tiêu ở Ukraine bị bắn hạ. Hãng Pravda dẫn nguồn tin Militani cho biết, máy bay F-16 của Ukraine được trang bị Tema Peace với hệ thống cảnh báo tên lửa. Hệ thống Tema do Đan Mạch thiết kế và sản xuất đã được trang bị cho máy bay chiến đấu của tất cả các quốc gia thành viên lực lượng không quân châu Âu. Năm 2018, Đan Mạch, Na Uy, Hà Lan và Bỉ đã đặt hàng Tema Peace với hệ thống cảnh báo tên lửa Hanschoss AAR-60V2 cho máy bay chiến đấu F-16 của họ. Hệ thống này giúp nâng cao đáng kể khả năng tự vệ của F-16 vì nó giúp máy bay phát hiện và phản công tên lửa trước khi bị tấn công.